Sunny Dawn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị những cung đường lang thang của thành phố biển Vũng Tàu. Trước mặt anh chị đó là con đường Hạ Long, có thể gọi là con đường đẹp nhất dạo biển của thành phố biển Vũng Tàu. Ngày hôm nay là 31 tháng 8 2021. Thế là Vũng Tàu tiếp tục giãn cách đến ngày 9 tây tháng 9 2021 anh chị. Ở xa xa thì chúng ta sẽ thấy đỉnh núi lớn còn gọi là núi Tương Kỳ, và cái nhà hàng mé bên tay trái đó là khu vực cầu đá năm xưa anh chị, và bên phải là cái hướng chùa Ngọc Bích, và cái hướng này thì chúng ta sẽ đi ra khu vực bãi trước anh chị. Với video clip này, Sunny cũng muốn mời anh chị chúng ta sẽ đi ngắm biển, ngắm con đường Hạ Long, có thể nói là con đường đẹp nhất men theo triền núi nhỏ để đi ra khu vực bãi sau. Cái hướng này thì chúng ta đi ra bãi trước anh chị ha. Lúc tới một đoạn nữa thì chúng ta sẽ quẹo lại để anh chị ngắm trọn vẹn khu vực bãi sau với cái cảnh không một bóng người trên con đường Hạ Long và khu vực bãi sau. Hiện tại thì tình hình dịch ở Vũng Tàu thì hàng ngày tăng lên trung bình thì cũng khoảng là 20 ca anh chị. Bên phải thì chúng ta sẽ có một con đường men theo triền núi để đi lên Hải Đăng. Và mé bên phải thì khách sạn Bưu Điện, ngày xưa là Bưu Điện, một căn nhà Pháp năm xưa, kế bên là ngay chỗ nhà thờ Đa Minh đó anh chị. Và đây là khu vực bãi trước. Và đến đây thì Sunny sẽ mời anh chị chúng ta quẹo lại để chúng ta có một con đường rất đẹp, trọn vẹn để chúng ta đi ra khu vực bãi sau. Với hình ảnh thì anh chị cũng biết Vũng Tàu rất là vắng vẻ, rất là buồn. Hàng ngày đó thì con đường này rất là đông xe cộ, đặc biệt là những ngày cuối tuần khách du lịch đổ về đây rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì có rất là nhiều cái chốt chặn, mé trái là con đường để chúng ta sẽ đi lên ngọn Hải Đăng. Và từ đây thì chúng ta sẽ ngắm con đường Hạ Long anh chị ha. Một con đường rất là đẹp. Thường thường khách du lịch hoặc là người dân Vũng Tàu ưa chọn con đường Hạ Long này để dạo biển, để ra khu vực bãi sau. Với hình ảnh này thì nó thay đổi hoàn toàn với năm xưa. Nhớ ngày xưa hồi nhỏ đó anh chị, con đường này nó nhỏ lắm. Nó khoảng là 4 mét thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó được mở rộng lấn biển, và con đường này sẽ dẫn chúng ta đi tới ngôi chùa cũng rất nổi tiếng men theo triền núi, đó là Niết Bàn Tịnh Xá. Đối với những hình ảnh ngày xưa đó anh chị, nó có hai ngôi chùa rất là nổi tiếng là Thích Ca Phật Đài và Niết Bàn Tịnh Xá. Sunny thì cũng rất là muốn về Vũng Tàu để quay những con đường góc phố gửi tới anh chị và các bạn. Nhưng mà tình hình dịch như thế này thì Sunny cũng đang mắc kẹt ở Sài Gòn, cũng không có thể nào về Vũng Tàu thăm gia đình. Thông qua cái clip này, một cái clip tài liệu sưu tầm để gửi tới anh chị, để anh chị hình dung đường phố Vũng Tàu trên con đường có thể nói là đẹp, có thể nói là rất là nhộn nhịp những ngày tháng trước khi dịch diễn ra. Mé trái là Niết Bàn Tịnh Xá anh chị, xa xa là chúng ta thấy tượng Chúa Giang Tây, người địa phương thường gọi là tượng Chúa Giang Tây anh chị, đúng hơn là tượng Chúa Kitô Vua. Và cái hướng này thì chúng ta sẽ đi ra khu vực bãi dứa. Tại sao người ta gọi là khu vực bãi dứa? Ngày xưa thì có rất là nhiều dứa dại anh chị. Ở đây có một cái bãi tắm bé bé xinh xinh, nước rất là trong. Và cái bãi này thì người dân địa phương cũng thường lựa chọn để tắm biển. Đối với người dân địa phương thì bãi trước và bãi dâu, bãi dứa thì đa số là dân địa phương. Còn khu người du lịch thì chọn khu vực bãi sau, còn gọi là bãi Thùy Vân. Đây là khu vực bãi dứa anh chị. Còn như anh chị cũng thắc mắc tại sao người ta gọi là bãi dâu. Ngày xưa thì cha xứ làm một cái nghề trồng dâu nuôi tằm, và các giáo dân ở xóm chài đó cũng làm cái nghề đó, nên như vậy người ta gọi là bãi dâu. Nó cũng rất là đơn giản mộc mạc theo cái tên gọi thôi anh chị.
và chúng ta sẽ leo lên đỉnh dốc để chúng ta đi ra khu vực bãi sao. Khi mà đến đỉnh dốc thì chúng ta sẽ có bên trái sẽ có những bậc thang cả 1.000 bậc để chúng ta ngắm tượng Chúa Kitô Vua, và mé bên phải thì có một cái mỏm núi đưa ra biển còn gọi là mũi Nghinh Phong nha anh chị. Và nơi đó thì có một cái bãi tắm ô văn độc chạy từ cái từ của Pháp là ô văn trắng gió đó anh chị. Và con đường này sẽ dẫn chúng ta đi ra khu vực bãi sao anh chị ha. Đầu clip thì Cindy sẽ giới thiệu một cái đoạn flycam. Cái hướng này thì chúng ta bên phải, nếu phóng tầm mắt thì chúng ta sẽ thấy Hòn Bà. Thường thường mỗi lần vào những ngày rằm anh chị, nước cạn rút thì nó hiện ra một con đường để chúng ta đi bộ ra Hòn Bà, viếng thăm Hòn Bà. Và nó sẽ thủy chiều lên thì khoảng 1-2 tiếng thì người dân ra đó sẽ lên ngay anh chị. Mé trái là một cái cầu thang để chúng ta 1.000 bậc rất là cao để chúng ta đi lên tượng Chúa Kitô Vua. Nhưng mà hiện tại tình hình dịch bệnh nên chính vậy tất cả các dịch vụ vui chơi giải trí ở Vũng Tàu đều đóng cửa anh chị. Một hình ảnh mà từ nhỏ đến lớn Sydney mới thấy, một đường phố thì không một bóng người. Điều này cũng làm công có một cái điều rất là tích cực. Thì việc giãn cách, mọi người ở nhà, ai ở đâu ở đó theo chỉ thị 16 thì nó sẽ giúp cho cái tình hình dịch nó giảm dần và hy vọng trong tương lai gần thì thành phố Vũng Tàu vẫn sẽ nhộn nhịp như xưa. Đây là cái đỉnh dốc anh chị ha, và xa xa chúng ta thấy những cái khách sạn ở khu vực bãi sao còn gọi là bãi Thùy Vân. Nhưng tiện muốn chia sẻ với anh chị, ngày xưa là con đường dốc này thì chưa có anh chị. Chúng ta sẽ mang theo triền núi và ngoặt theo một con đường mé bên trái, con đường Phan Chu Trinh. Từ đó chúng ta mới đi ra khu vực bãi sao. Nhưng mà khoảng năm 91 thì con đường được mở rộng ra anh chị, và thả dốc thì chúng ta sẽ tới khu vực bãi sao. Ngày xưa thì bãi sao mé phải thì không phải là một cái công viên, nguyên một dãy nhà hàng tư nhân, và bên trái thì có rất là nhiều cái động cát, một đoạn rất ngắn. Nhưng mà ngày hôm nay thì con đường Thùy Vân nó kéo dài, và bên phải thì giải tỏa đền bù những nhà hàng và trở thành một cái công viên. Bãi biển thì cũng rất là đẹp, và Sunny cũng rất là nhớ biển, nhớ cái hương biển anh chị, không thể nào quên. Nơi mà có thể rằng anh chị đã sinh ra và lớn lên, đây là một cái khu vực ở dưới ngã ba Phan Chu Trinh. Con đường mé trái Phan Chu Trinh thì chúng ta cũng có thể ra khu vực Sớm Lưới anh chị ha, và ra khu vực bãi trước. Bây giờ Vũng Tàu thì cũng chốt chặn rất là nhiều anh chị, đi đâu thì cũng có chốt chặn. Một tí nữa thôi chúng ta mang theo con đường Thùy Vân tới khu vực ngã ba Hoàng Hoa Thám đó anh chị, thì nó có một cái chốt chặn và chúng ta không có thể đi ra được. Ngày thường thì những khách sạn này rất là đông khách du lịch, khách xuống đây vào những dịp cuối tuần, thế là đi tắm biển. Nhưng mà khi mà bãi biển có những cái hình chụp của các anh mà quen biết ở Vũng Tàu thì bãi biển không một bóng người. Khúc trước thì anh chị khi mà ở Vũng Tàu thì anh chị sẽ biết Vũng Tàu con đường Thùy Vân thì rất là dài, nhưng mà tới ngay chỗ làng công chức đó hoặc là làng thương phế binh thì đó là chuẩn bị bước vào một cái rừng dương bạc ngàn động cát. Nhưng ngày hôm nay thì con đường này mở rộng tới khu vực Paradai. Nếu đi thẳng nữa thì anh chị nhớ tàu 1, tàu 2, tàu 3 gì ha, kể cả tàu sắt ngay chỗ ổ quán. Và trước mặt anh chị đó là ngã ba Hoàng Hoa Thám, một trục lộ chính bắt đầu từ tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tới ngã ba này.
Nhưng mà hiện tại thì chúng ta không thể nào đi qua được, tại vì có một cái rào chắn ngang. Thì với video clip này thì chúng ta sẽ đi con đường Chu Mạnh Trinh, là con đường đi ra xóm lưới, để chúng ta quẹo một con đường Hàng Dương, con đường Hàng Dương năm xưa nay là Võ Thị Sáu, để chúng ta tiếp tục ra con đường Hoàng Hoa Thám và đi trọn vẹn tới đồi Ngọc Tước luôn nha anh chị. Rất là vắng anh chị. Lần đầu tiên Sunny thấy đó, nhìn thấy cảnh này cũng rất là buồn. Đối với người dân Vũng Tàu thì làm công chức thì rất là ít anh chị, cốt yếu là mua bán nhỏ và dựa theo dịch vụ, làm dịch vụ du lịch. Nhưng mà tình hình này thì cuộc sống tương lai sẽ cũng rất là khó khăn. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có con đường Hoàng Hoa Thám để chúng ta quẹo phải, để chúng ta đi ra khu vực Bãi Sao. Hai bên đường ngày xưa trên con đường Hoàng Hoa Thám thì nó đồng cát không anh chị, vườn nhãn, vườn xoài. Phía sau lưng của chúng ta đó là ngã ba Hoàng Hoa Thám và Đinh Tiên Hoàng, ngày hôm nay gọi là Võ Thị Sáu anh chị. Khi mà đến đây thì chúng ta sẽ nhớ đến trường Đinh Tiên Hoàng, một ngôi trường rất là nên thơ, rất là đẹp, trên một đỉnh đồi trong một cái rừng dương bạc ngàn. Nó làm lưu luyến chúng ta những cái kỷ niệm, những anh chị ở khu vực Bãi Sao, xóm lưới, xóm vườn, học ở trường Đinh Tiên Hoàng anh chị ha. Trước mặt chúng ta đó là ngã ba mà hồi nãy là chúng ta bị cái rào bên phải đó anh chị, để chúng ta quay lại. Và trước mặt anh chị đó là quảng trường cột cờ, ngày xưa thì nguyên một cái dãy nhà hàng. Và theo video clip này chúng ta sẽ rẽ trái để chúng ta đi về khu vực Paradise nha anh chị, ngay chỗ khu vực tàu sắt tàu 1 đó. Đây là cái hướng này nè anh chị. Theo như những anh chị sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, thời gian thập niên năm 80 trở về năm 9, thập niên năm 90, thì anh chị cũng biết khi mà tới đây thì có một cái sân banh của làng công chức nho nhỏ thôi, kế bên là làng thương phế binh, và ngày hôm nay là khách sạn tháng 10. Và tới đó thì chúng ta sẽ có một con đường rất nhỏ, rừng dương bạc ngàn. Anh chị đã từng cắm trại, đã vui chơi ở khu vực đó, và con đường đó dẫn chúng ta đến khu vực Chí Linh luôn anh chị. Ngày xưa thì đối với khu vực Bãi Sao đồng cát, và nó có rất nhiều căn cứ quân sự của Úc Đại Lợi đóng nha anh chị ha. Và mé bên trái là khách sạn tháng 10, làng thương phế binh năm xưa đó anh chị. Và tới đây thì chúng ta sẽ có một rực dương, nhưng mà ngày hôm nay thì con đường được mở rộng anh chị, kéo dài đến khu vực Paradise. Đường phố Vũng Tàu ngày hôm nay thì mở rộng rất là nhiều. Có thể những anh chị xa Vũng Tàu, có kỷ niệm Vũng Tàu thì rất khó khi nào nhận ra những đường phố này khi mà Sunny không độc lệ bình như thế này. Mé bên trái là dãy khách sạn, mé bên phải là những cái bãi tắm anh chị. Đối với ngày hôm nay thì Sunny cũng rất là vui. Hiện tại đó thì Bãi Sao rất là sạch sẽ, nó khác xưa rất là nhiều anh chị. Mé bên trái là Imperial khách sạn 5 sao, và phía sau Imperial khách sạn này có một cái khu vực chợ hải sản đặc biệt, rất là nhộn nhịp trong những buổi cuối tuần. Và khi mà đi thẳng đó thì chúng ta đến khu vực Paradise, nhưng mà theo video này thì chúng ta sẽ rẽ trái để chúng ta đi ra đồi Ngọc Tước. Cái tên ngày xưa là gọi là đồi Ngọc Tước, nhưng mà ngày hôm nay gọi là Đại Liệt Sĩ anh chị, để chúng ta đi ra con đường Lê Hồng Phong, ngày xưa là Nguyễn Chi Phương, để tới ngã ba cây bàn về ngã năm nha anh chị ha.
Và con đường trước mặt anh chị, đây là một con đường cũng mới mở sau này thôi. Và xa xa chúng ta thấy đài liệt sĩ là đội Ngọc Tước năm xưa anh chị. Nhớ những ngày đi học vào những năm 80 mấy thì sinh y có tham gia trồng dương ở khu vực này. Thì khu vực này động cát không, không có nhà cửa anh chị. Nhưng mà bây giờ thì hệ thống khách sạn mọc ra cũng rất là nhiều. Gần tới đội Ngọc Tước thì ở đây có khách sạn cũng nổi tiếng, một tập đoàn Pullman anh chị. Bên phải cái nhà màu xanh. Và góc này thì buổi tối rất là nhộn nhịp khi ở đây có một cái siêu thị Lotte. Mé trái dòng theo Bồn Binh thì chúng ta có con đường Đinh Tiên Hoàng, nay là Võ Thị Sáu. Và với video clip này thì chúng ta sẽ về hướng về ngã ba cây bàng nha anh chị. Đối với những cái tên gọi ngày xưa thì thường là khóm anh chị, khóm chợ, khóm lưới, rồi khóm rẫy, khóm vườn, vân vân, rất là nhiều khóm, khóm Bình Định. Ngày xưa hơn nữa là tháng nhất, tháng nhì, tháng tam. Và ngày hôm nay là trở thành đơn vị hành chánh nhỏ nhất, đó là phường anh chị. Ngày trước đó thì ở đây thì một con đường rất là hoang vắng, một con đường 5 mét. Nghĩa trang hai bên rất là nhiều. Nghĩa trang kéo dài. Và tới đây thì đi thẳng là ngã năm anh chị. Chúng ta sẽ đi con đường mới, đó là con đường Thống Nhất. Đối với con đường Thống Nhất này đó, trước mặt anh chị ngày xưa là một đám ruộng rất là dài, nó kéo dài tới khu vực quân sự 3, vành đai phi trường Vũng Tàu. Nhưng mà ngày hôm nay thì được mở rộng. Sau lưng Sunny mà trên con đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Chi Phương, anh chị nhớ có một cái hãng kem ngày xưa đó, gần ngã ba cây bàng đó. Thì con đường này nó sẽ kéo dài tới quân sự 3, chạy trên một cái nền đất ruộng đồng năm xưa. Và đó là những cái đoạn video clip mà Sunny cũng muốn gửi anh chị và các bạn những hình ảnh của đường phố Vũng Tàu trong cái thời gian giãn cách. Một cái cảnh chưa bao giờ có anh chị. Từ nhỏ đến lớn Sunny mới thấy cảnh này, cũng muốn sưu tầm gửi anh chị vài một đoạn video clip về thành phố Vũng Tàu. Cảm ơn anh chị. Kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye anh chị nha. Hẹn gặp lại anh chị trong những clip sau. Bye bye.